Kính thưa quý vị, Nguyễn Nam xin trân trọng chào quý vị. Và trên màn hình của chúng ta, quý vị vừa nhận thấy cái sự góp mặt của người anh của tôi, ký giả Nguyễn Văn Khanh từ Washington DC, thưa quý vị. Hello anh Khanh, thấy anh khỏe, hôm nay là em mừng. Chào anh và... Dạ vâng, một lần nữa từ Washington tôi là Nguyễn Văn Khanh cũng xin gửi lời chào đến quý vị khán giả của Cali Today và gửi lời chào đến Xuân Nam. Câu chuyện mà chúng tôi muốn xin được mở đầu ngày hôm nay là câu chuyện của ông Biden đi Trung Đông. Và phải thưa với anh Xuân Nam và thưa cùng với lại quý vị khán giả, nếu mà nói rằng là cái chuyến đi mà ông thực hiện trong 4 ngày vừa qua, ông đã đem lại những kết quả nào thì tôi nhìn thấy là có ít nhất là 4 điều mà chúng ta có thể để ý đến. Cái điểm thứ nhất là ông đã gặp gỡ với những người mà ông nói rằng là đó là những người kẻ thù của thế giới về vấn đề nhân quyền và dân quyền. Và trong cái buổi gặp gỡ đó thì ông cũng đã trình bày đến cái chuyện là cái quyền lợi, cái quyền căn bản của người dân cần phải được thể hiện. Ý tôi muốn nói là ông gặp gỡ với lại những nhà lãnh đạo của Ả Rập Saudi đi. Đó là cái điểm thứ nhất. Cái điểm thứ nhì là thanh Xuân Nam và thưa của là quý vị khán giả, ông đã đưa ra được cái lời cam kết, cái lời cam kết không chỉ dành cho Israel mà lại dành cho cả cái khối Trung Đông, khi mà ông đưa lên tiếng ông đảm bảo rằng là nước Mỹ sẽ trở lại với Trung Đông và nước Mỹ không bao giờ để cho Iran có cơ hội để trở thành một cường quốc nguyên tử. Đó là cái điểm thứ nhì. Ở cái điểm thứ ba thì anh Xuân Nam và thưa cùng với lại quý vị khán giả là ông nhắc lại cái chính sách mà Hoa Kỳ đã theo đuổi trong suốt bao nhiêu năm trời vừa qua, tức là Trung Đông, tức là chúng tôi phải nói rõ hơn, tức là Israel và Palestine sẽ là hai quốc gia, hai cường quốc ngày xưa là kẻ thù nhưng mà trong tương lai họ sẽ là những quốc gia sống bên cạnh hòa bình với nhau. Ông cũng nhìn nhận một cái điểm, ông bảo rằng là bây giờ chưa có phải là cái lúc để mà chúng ta nhìn thấy được cái cơ hội hòa bình, nhưng mà ông tin tưởng là cái cơ hội hòa bình đó nó sẽ đến với lại vùng Trung Đông, với lại Israel, với lại những quốc gia khối Ả Rập và với lại Palestine. Nhìn chung thì theo anh Xuân Nam và thưa cùng với lại quý vị khán giả, với cá nhân tôi thì thấy là ông Biden đã thực hiện được một cái chuyến đi tôi coi đó là cái chuyến đi hoàn hảo. Lý do là tại sao ông đã dựng lại được cái quan hệ quan trọng nhất là cái quan hệ giữa quốc gia với lại quốc gia, cái quan hệ giữa nước Mỹ với lại những quốc gia đồng minh ở tại vùng Trung Đông. Trước đây dưới thời của Tổng thống Donald Trump thì ông Trump xây dựng cái quan hệ nó khác, quan hệ giữa những nhà lãnh đạo với nhau. Và tôi thấy rằng là bây giờ thì ông Biden, cái chính sách mới của ông, cái chính sách ngoại giao của ông là xây dựng quan hệ giữa quốc gia với quốc gia, giữa đồng minh và đồng minh. Và tôi thấy đó là cái lợi thế. Riêng với cá nhân tôi thì tôi coi đó là cái điểm rất là quan trọng. Nhìn chung lại thì như thế này, thưa anh Xuân Nam và thưa cùng với lại quý vị khán giả, tôi biết rằng là tất cả các chuyến đi của các vị nguyên thủ thì bao giờ cũng có người đồng ý, có người không đồng ý. Riêng với cá nhân tôi, nếu anh Xuân Nam cho phép thì tôi bảo rằng là cái chuyến đi đó không phải là ông, tôi không cho ông điểm 10 nhưng mà tôi nghĩ là điểm 7 và điểm 8 thì có lẽ rằng là chúng ta có thể chấp nhận được. Đó là cái nhận xét của tôi và đó là câu chuyện mở đầu mà tôi gửi đến quý vị khán thính giả từ Washington DC để cho buổi nói chuyện ngày hôm nay với lại anh Xuân Nam và Cali Today. Thưa quý vị, anh Nguyễn Văn Khanh vừa nói một cái nhận xét về chuyến đi của ông Biden cho điểm 7, điểm 8 trên 10. Thưa quý vị, thì riêng cá nhân Nam cũng gặp một trường hợp vui. Như tôi bước qua đó có chuyện với Ngô Kỷ đó, thì cuộc sống đã có nhiều ý kiến khác biệt nhau. Đó là cái bông hoa của đời sống. Bởi vì chúng ta đã khao khát cái điều này, trong các khi có người khao khát suốt cả đời mà không có. Trong khi chúng ta ở xứ tự do, chúng ta có thể khác biệt nhau. Có khi vợ dân chủ, chồng cộng hòa, vợ thì theo bên này, ví dụ như bà cố vấn tranh cử của ông ta và là cố vấn của ông Trump, thì chồng thì chống Trump, bà cuồng Trump, rồi là con gái chống Trump, ví dụ như vậy, một cái gia đình như vậy. Và Conway đó thì nó như thế này: tối hôm qua tôi trước giờ đi ngủ tôi nhận cái thư, mà tôi đọc cái thư đó xong, email xong tôi cười. Cái email đó của một người độc giả của tôi. Họ nói: anh Nam à, anh nói chuyến đi của ông Biden sang Trung Đông á, thì anh đánh giá cao chuyến đi này. Ý định thì rất là tốt đẹp. Thực hiện thì cái việc mà nội mà một vài cái bước ban đầu đó cũng đã thấy có cái điểm khá tốt rồi. Thì tôi không đồng ý, vì theo ổng đã cho rằng Biden là thằng khờ,
thằng này chỉ ngủ gật không biết làm gì hết. Thì tôi ngồi tôi nói đó cũng là một ý kiến độc đáo. Thì nếu mà cái thư đó thay vì gửi cho tôi mà thư đó thì gửi cho anh Khanh, thì Khanh trả lời như thế nào? Câu trả lời của tôi sẽ là tôi biết rằng là ông Biden gặp nhiều khó khăn. Tôi phải thú thật với anh và thưa cùng với là quý vị khán thính giả. Tôi trước hết là tôi không bỏ phiếu cho ông Biden. Nhưng mà đương nhiên là không bỏ phiếu cho Biden, nhưng mà tôi luôn luôn cầu mong là ông Biden thành công, là bởi vì tôi tin rằng là tổng thống thành công là quốc gia thành công. Đúng rồi. Nhiều vâng, ở trong nếu mà nói rằng là ông Biden đã thành công về vấn đề kinh tế thì tôi, câu trả lời của tôi là tôi không tin là cái điểm đó, đó. Tôi không tin ông Biden về vấn đề kinh tế. Nếu mà hỏi rằng là tôi có trách ông Biden không thì đương nhiên là tôi trách ông Biden. Tôi trách ông Biden là bởi vì ngay trước ngày đầu tiên khi mà cái vấn đề lạm phát nó bắt đầu xuất hiện ở nước Mỹ, ông Biden đã không làm mạnh hơn để mà có thể ngăn chặn được cái lạm phát ngay từ những bước đầu. Thành ra là bởi như vậy. Đến ngày hôm nay chúng ta mới thấy là lạm phát kể từ tháng 6 năm ngoái cho đến tháng 6 năm nay là tổng cộng lên đến 9,1%. Tôi coi đó là lỗi của ông Biden. Nhưng mà về mặt ngoại giao thì tôi lại khá hài lòng với ông Biden. Câu hỏi là tại sao như vậy? Tôi thấy rằng là ông Biden, ông đưa nước Mỹ trở lại với lại các quốc gia đồng minh. Đó là cái điều mà ngay chính các quốc gia đồng minh họ cũng mong muốn. Tôi còn nhớ rằng là dưới thời của cựu Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump thì coi như là ông Trump không thèm để ý đến đồng minh. Mà nhưng mà đến thời mà thời của ông Biden thì câu trả lời nó hoàn toàn khác. Tôi nhớ mãi là cái bài diễn văn mà ông Blinken đọc ở tại Chicago trước khi mà ông Blinken được Tổng thống Joseph Biden đề cử làm ngoại trưởng. Cho cái bài diễn văn đó có nói một cái điều. Ông bảo rằng là cái chính sách của ông Trump không phải là một chính sách sai, nhưng mà chính sách nó có thể khai triển để làm cho tốt hơn. Ông Blinken cũng nói rõ ràng, chúng ta có thể làm việc một mình, nhưng mà nếu mà chúng ta làm việc chung với những quốc gia đồng minh thì cái thành quả đem lại nó sẽ tốt đẹp hơn. Và đó chính là cái chính sách mà ông Biden đang cho áp dụng. Thưa với anh Xuân Nam và thưa cùng với lại quý vị khán thính giả, tôi cũng nhớ mãi rằng là đối với lại ông Trump, vị tổng thống thứ 45 của nước Mỹ, thì là ông không nghĩ rằng là NATO là một cái cơ cấu quan trọng cho Hoa Kỳ. Nhưng mà ông Biden thì ông nhìn thấy rõ ràng là cái chính sách của Hoa Kỳ trong suốt bao nhiêu năm trời vừa qua là đánh giặc từ xa. Và khi mà chúng ta đánh giặc từ xa thì chúng ta cần những tổ chức như là NATO. Thành ra là bởi như vậy, ông trở lại với NATO. Và chính vì nhờ có ông mà NATO bây giờ là một quốc gia đoàn kết, là một khối đoàn kết. Tôi thưa với anh Xuân Nam và thưa cùng với lại quý vị khán thính giả, tôi thấy đó là những cái điểm mà tôi rất hài lòng với là ông Biden và cái điểm đó. Tôi biết rằng là NATO còn phải làm hơn nữa để cho người dân Hoa Kỳ hài lòng. Nhưng mà ít nhiều thì cái điểm mà đưa NATO về lại với chúng ta là đồng minh của chúng ta, thay vì là bỏ rơi đồng minh, thay vì là coi thường đồng minh, thì thú thật với anh Xuân Nam, cái điểm này là cái điểm tôi ủng hộ ông Joseph Biden. Nhưng mà cũng xin phép được nhắc lại một điều nữa, là nếu mà nói rằng là ủng hộ ông Biden về vấn đề kinh tế thì câu trả lời của tôi là hoàn toàn không, thưa anh Xuân Nam. Thưa quý vị, thì anh Nguyễn Văn Khanh đã trả lời giúp cho Nguyễn Xuân Nam cái câu hỏi mà quý vị độc giả hỏi Nam tối hôm qua qua cái email nhận vào lúc nửa đêm. Thưa quý vị, cái email làm chúng tôi, thưa quý vị, này, cái đời sống của mình chúng ta đã nói rất là nhiều lần rồi. Chúng tôi không đảng nào. Một số anh em trong tòa soạn đảng Dân Chủ, một số anh em trong tòa soạn đảng Cộng Hòa. Anh Khanh là đảng Cộng Hòa. Chúng ta làm việc rất là vui vẻ. Cái sự khác biệt của các đảng phái, các tổ chức và thậm chí trong giữa gia đình mà Conway cũng vậy đó. Cố vấn Tổng thống Trump và trưởng ban ban đầu và Tổng thống Trump, thì trong gia đình rất là nhiều cái đảng phái, rất là nhiều quan điểm về chính trị khác nhau. Nhưng mà họ là vợ chồng, họ là mẹ con, họ là bố con. Họ sống rất là hài hòa với nhau. Cho cái đó là cái mà cộng đồng Việt Nam chúng ta nên để ý và nên bắt chước. Bởi vì what if mà chúng ta chỉ có một đảng, hoặc là Cộng Hòa hoặc Dân Chủ, chúng ta đã sợ cái một đảng từ trong nước của Cộng sản đến mức đồng mất hồn hết vía rồi. Chúng ta chạy ra ngoài trối chết đổi sinh mạng, tìm được tự do, tìm ra đảng. Qua đây chúng ta gặp một đảng nữa,
hoặc là Cộng hòa, hoặc Dân chủ không á, thì thưa quý vị, điều đó điều đáng tiếc. Cho nên hãy open up your mind, hãy mở tâm lòng mình ra, mở quan điểm mình ra, hãy đón nhận người khác bị chính kiến mình như là một nửa của mình, thưa quý vị, thì chúng ta mới sống hạnh phúc. Cho nên quý vị đã nghe Nguyễn Văn Khanh nói là một người Cộng hòa, nhưng nó đánh giá cao cái vai trò của ông Joe Biden và không có bùi dập Joe Biden là thằng già ngái ngủ, thằng ngu si, thằng đần độn biết gì mà nói chuyện. Anh Khanh không có thái độ đó. Cái đó là chính là cái tư cách của Nguyễn Văn Khanh mà tôi rất là ngưỡng mộ. Trở lại Nguyễn Văn Khanh. Dạ vâng, xin được cảm ơn Xuân Nam rất là nhiều. Cảm ơn Xuân Nam đã dùng cái lời lẽ thật là tốt để mà nói về tôi. Tôi thấy là cái chuyện mà chia rẽ đây là cái chuyện mà anh Xuân Nam là tôi nhớ lại là cái hồi năm 2008, lúc mà ông Barack Obama ra tranh cử tổng thống, thì rõ ràng là lúc đó gia đình không phải là chỉ chia đôi không anh, mà gia đình chia ba. Tôi còn nhớ là con tôi thì là ủng hộ ông Barack Obama, cái giới trẻ ủng hộ Barack Obama. Những người ở tuổi tôi thì bảo là nhất định chúng ta phải ủng hộ McCain. Và trong khi đó là quý bà thì lại bảo là không, đã đến lúc cần phải có người phụ nữ làm tổng thống. Và lúc đó là chúng ta chia ba cơ. Anh Xuân Nam phải nhớ điều đó. Nhưng bà Hillary Clinton, sau đó cái câu chuyện nó vắng đi được rồi 8 năm trời. Thì bây giờ nó lại không may nó lại trở lại. 12 năm sau nó trở lại. Là một bên là ông Trump và một bên là không phải là những người không phải của ông Trump. Và tôi thấy là người ta cấu xé với nhau rất là nhiều những cái điểm rất là kỳ cục. Tôi còn nhớ là cách đây chỉ một vài ngày là những người bạn của tôi ở Việt Nam mà tôi có dịp nói chuyện, họ bảo rằng là không phải là chỉ bên Mỹ cấu xé không thôi, mà ở Việt Nam ngay chính những nhà tranh đấu với nhau mà cũng còn cấu xé với nhau, tức là người ủng hộ ông Trump, người chống ông Trump, và sau đó là đã không muốn nói chuyện với nhau nữa, họ block nhau rồi là vân vân và vân vân. Rồi là anh thấy là có nhiều cái chuyện là gần đây là còn cái chuyện là phá thai hay là không phá thai, quyền của người phụ nữ hay là không phải là quyền phụ nữ, nữ quyền hay là không nữ quyền. Thú thật với anh là tôi chỉ nhìn thấy là như thế này. Tôi luôn luôn, tôi là người của Đảng Cộng Hòa và tôi tin vào cái lý tưởng của Đảng Cộng Hòa. Vì đó là cái lý do tại sao mà tôi chọn đảng này mà không chọn đảng khác. Nhưng mà đến khi mà sau khi kết quả của bầu cử, sau khi mà tôi rời khỏi phòng phiếu vào buổi tối hôm đó nghe kết quả của bầu cử, bất kể là vị tổng thống đó là vị tổng thống dân chủ hay cộng hòa, thì tôi luôn luôn tôi đều nghĩ một điều là tôi ủng hộ tổng thống của Hoa Kỳ. Lý do là tại sao? Tổng thống thành công là quốc gia thành công. Đó là cái điều mà tôi muốn nói. Tôi còn nhớ là hồi năm 2016 thì là lúc đó là khi tôi kêu gọi anh em bạn bè bỏ phiếu cho ông Trump, anh em bạn bè chối không bỏ phiếu cho ông Trump, rồi là họ cũng chế bai tôi chấp nhận như vậy. Và tôi cũng đã nói cái điều đó với lại những sau cuộc bỏ phiếu năm 2016, tôi bảo rằng là tôi ủng hộ ông Trump và tôi luôn luôn mong ông Trump thành công, bởi vì ông Trump thành công là quốc gia thành công. Đến bây giờ 4 năm sau và năm đầu năm 2021 tôi nhắc lại cái điều đó. Thưa với anh Xuân Nam và thưa cùng với lại quý vị khán thính giả, tôi luôn mong tổng thống thành công, bởi vì tổng thống thành công chính là quốc gia thành công. Với tôi đó là cái quan niệm sau ngày bầu cử luôn luôn là như vậy. Thưa anh Xuân Nam, rất là cảm ơn anh. Bây giờ trở lại cái đề tài, cái chuyến đi của ông Biden sang Trung Đông, thì anh vừa có một vài đưa ra những cái lý do theo anh đó, thì chuyến đi này đang diễn ra một cách thành công và thất bại chỗ nào thưa anh? Tôi thấy rằng là nếu mà nói rằng là thất bại thì tôi phải thú thật với anh Xuân Nam. Trước khi anh nói về vấn đề thất bại, sẵn sàng nói ngay về vấn đề thất bại. Tôi nghĩ rằng là ông Biden, ông chưa tạo được cái niềm tin với lại những quốc gia ở vùng Trung Đông. Ngay cả chuyện đồng minh của ông, tức là đồng minh thân tín nhất của Hoa Kỳ là Israel, họ cũng ngần ngại khi mà họ nói chuyện với ông. Bởi vì họ không rõ rằng là cái chính sách, đúng ra họ ngần ngại không phải là vì ông, mà họ ngần ngại bởi vì họ không rõ là cái chính sách của Washington nó sẽ như thế nào. Đừng quên rằng là dưới thời của Tổng thống Barack Obama, ông Barack Obama nói rằng là chúng ta không thể nào quên được một cái thực thể, đó là cái Iran. Chúng ta bắt buộc là phải sống chung với Iran, chứ không thể nào mà buông bỏ Iran được. Đó là cái điểm thứ nhất. Và bởi vì như vậy mà ông Obama đưa ra một cái kế hoạch, tức là làm sao chúng ta ngăn chặn, đừng để cho Iran có một vũ khí nguyên tử. Đó là cái lý do tại sao mà cái giải pháp Iran được đưa ra.
cái giải pháp Iran được đưa ra không phải là chỉ với Hoa Kỳ. Giải pháp Iran được sự ủng hộ của các quốc gia ở trong Hội đồng An ninh Quốc ở trong Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, của Nga, của Trung Quốc, vân vân và vân vân. Đó là một cái giải pháp chung cho thế giới. Nhưng mà đến thời của cựu tổng thống Donald Trump, ông Trump lại nhìn một cách khác. Ông Trump bảo rằng là không, chúng ta không chơi được với Iran. Iran là chúng ta không thể nào chơi được với Iran. Lý do là tại sao? Có ai tin ở Iran hay không, thưa anh Xuân Nam? Câu trả lời của tôi là ai cũng biết rằng là Iran là chúng ta phải sống với nó, nhưng mà không có nghĩa là chúng ta tin ở nó. Trường hợp cũng như tương tự như Việt Nam với là Trung Quốc vậy. Anh nghĩ là người Việt Nam mà tin Trung Quốc à? Câu trả lời là không. Nhưng mà chúng tôi biết là chúng tôi sống bên cạnh một quốc gia mang tên là Trung Quốc, nhưng không có nghĩa là chúng tôi ủng hộ và chúng tôi tin tưởng Trung Quốc. Cái trường hợp Iran cũng thế. Thành ra là bởi như vậy, ông đưa ra những cái lời cam kết, nhưng mà thú thật với anh Xuân Nam và thưa cùng với lại quý vị thính giả, người ta vẫn đang chờ đợi coi là cái bước kế tiếp mà ông Biden làm là sẽ như thế nào. Bước kế tiếp của ông Biden thì tôi phải thú thật với anh, cái tôi có thể nhìn thấy, ông Biden vẫn mong muốn là kéo Iran trở lại, và ông Biden vẫn mong muốn là đạt được một cái thỏa thuận với lại Iran, để trong cái thỏa thuận đó là Iran không tăng cường uranium, không tìm cách chế tạo thêm, có thêm uranium để chế tạo vũ khí nguyên tử. Nhưng các quốc gia đồng minh họ hiểu cái điều đó, nhưng họ không tin là ông Biden có thể kiểm soát được Iran. Thành ra là bởi như vậy, tôi coi đó là một cái thất bại. Cái điểm thất bại thứ nhì nữa là ở ngay tại vùng Trung Đông, thì khi mà nói đến vùng Trung Đông, chúng ta nên nhớ rằng là ngoài Iran ra thì lại còn một khúc xương khác, đó là khúc xương Palestine. Đối với lại người Israel, tức là người Do Thái, thì Palestine họ không khi nào họ tin rằng là Palestine sẽ ngưng những cái hoạt động được coi như là hoạt động khủng bố, để mà trở thành một quốc gia, để một quốc gia sẽ sống cạnh và sống hòa bình với lại Israel. Thành ra bởi như vậy, Israel họ không nghĩ là ông Biden thành thật với họ. Họ không nghĩ ông Biden thành thật với họ ở hai điểm. Điểm thứ nhất là về chuyện Iran, và điểm thứ nhì là về Palestine. Nhưng mà với ông Biden thì ông lại nhìn một cách khác. Ông bảo rằng là chúng ta cần phải xây dựng cái nền hòa bình để đưa ra là hai quốc gia nằm cạnh bên nhau và sống hòa bình chung với nhau. Nhưng tôi thấy ông Biden làm cái điều hay. Ông cũng phải nhìn nhận một điều. Ông bảo bây giờ chưa phải là cái lúc để mà chúng ta nghĩ lại cái chuyện, nối lại cái chuyện thảo luận hòa bình cho Palestine và cho Israel. Nhưng ông mong là trong tương lai chúng ta sẽ làm được cái điều đó. Đó là cái điều mà tôi thấy là cần phải chú ý đến. Riêng với trường hợp của Ả Rập Saudi thì tôi phải thưa với anh Xuân Nam một điều. Cái điểm mà tôi hài lòng với ông là ông nói thẳng với lại giới lãnh đạo của Ả Rập Saudi về vấn đề nhân quyền, vấn đề dân quyền. Cái điểm đó là điểm mà người ta trước ngày ông rời Washington, nhiều người bảo với tôi rằng là không biết ông có đặt vấn đề đó ra hay không. Cuối cùng thì ông cho mọi người biết là tôi có đặt vấn đề đó ra. Và không chỉ như vậy, ông còn đặt vấn đề đó với lại các quốc gia trong vùng vịnh. Trong cái buổi gặp gỡ sau đó, ông nói với lại các nhà lãnh đạo của những quốc gia vùng vịnh này là người dân có quyền chất vấn chính quyền. Nếu mà họ thấy những cái điều mà họ muốn biết rõ hơn về cái đường lối hoạt động của chính quyền. Tôi thấy cái đó là một cái điểm hay. Nhưng cũng khi mà nói đến Ả Rập Saudi thì đừng quên là nó có những cái thất bại. Tôi nghĩ rằng là ông Biden khi mà ông rời thủ đô Washington thì ông hy vọng là Ả Rập Saudi mỗi một ngày sẽ bơm thêm 750.000 thùng dầu thô để cho thị trường thế giới, và như vậy sẽ làm giúp giảm bớt cái giá dầu ở thị trường thế giới. Tôi nghĩ rằng là cái thái độ cứng rắn của ông Biden đối với lại Ả Rập Saudi tôi nghĩ rằng là ông Biden không đạt được cái điều mà ông mong muốn. Đó cũng là một cái thất bại bên cạnh cái thành công mà tôi muốn nói thì anh Xuân Nam. Có hai khúc xương khó nuốt của Biden tại vùng Trung Đông. Khúc xương thứ nhất là liên quan đến Ả Rập Saudi như anh đã nói. Khúc xương thứ hai là vấn đề Iran anh vừa nói. Thì anh thấy tương lai cái viễn tượng hòa bình tại Trung Đông qua sự dàn xếp của ông Biden có thể đạt được mục tiêu không thưa anh? Tôi không nghĩ là sẽ đạt được mục tiêu. Tôi phải thú thật với anh Xuân Nam là như vậy. Tôi nhìn thấy là kể từ năm 1975 khi mà đặt chân đến Hoa Kỳ, hay nói đúng hơn là từ năm 1976
khi mà Tổng thống Jimmy Carter giơ tay tuyên thệ nhậm chức, thì là thưa với anh Xuân Nam, tôi thấy rõ ràng là vị Tổng thống nào của Mỹ cũng nói đến chuyện hòa bình của Trung Đông, vị Tổng thống nào của Mỹ cũng nói rằng là Trung Đông là một lò, là một kho vũ khí mà nó có thể nổ tung bất kỳ lúc nào, thành ra phải tìm cách giải quyết. Nhưng thưa với anh và thưa cùng với lại quý vị thính giả, có rất nhiều giải pháp được nói đến và cũng chưa có một giải pháp nào đem lại được cái kết quả như người ta mong đợi. Anh Xuân Nam đặt một câu hỏi rất là hay, tức là liệu là trong tương lai cái viễn ảnh hòa bình nó như thế nào? Tôi đọc với anh Xuân Nam và thưa cùng với lại quý vị khán thính giả, tôi thấy là chúng ta có nhìn thấy một đốm lửa ở cuối đường hầm, nhưng mà nếu bảo rằng là cái đường hầm đã được khai thông hoặc là cái ánh sáng đã xuất hiện ở đường hầm thì câu trả lời là xưa, là không bao, là tôi chưa nhìn thấy. Nhưng mà rõ ràng là chúng ta có thấy một cái đốm lửa. Cái đốm lửa đó là bây giờ là cái quan trọng của tất cả mọi người, kể cả ông Biden, kể cả Nga, kể cả Trung Quốc, kể cả các quốc gia ở vùng Trung Đông, kể cả Israel, kể cả Ả Rập Saudi và kể cả Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, là làm sao giữ cho cái đốm lửa cuối đường hầm đó nó không tắt. Thì như vậy, và hy vọng là trong thời gian sắp đến chúng ta sẽ tìm cách khai thông được, thì đó là cái điều mà người ta trông chờ. Xin phép được nhắc lại là ngay chính ông Biden, khi mà ông nói chuyện với lại người Palestine, chính quyền Palestine cũng bảo rất là rõ ràng là bây giờ ông hiểu chưa phải là cái thời điểm tốt để mà nói chuyện hòa bình. Nhưng mà điểm đó không có nghĩa là hòa bình, không có nghĩa là chúng ta không sẽ không có hòa bình trong tương lai. Cái tương lai đó, cái chữ đó là cái chữ rất là khó khăn. Đến bao giờ? Tôi e rằng là sau thời ông Biden có lẽ cũng vừa chưa có hòa bình được ở Trung Đông. Rồi sau này thì là sau ông Biden là một vị tổng thống nó lên thì cũng lại tiếp tục đi tìm hòa bình. Tôi còn nhớ là một người bạn của tôi bảo rằng là mấy cả chục ông tổng thống Mỹ rồi, ông nào cũng nói chuyện hòa bình của vùng Trung Đông nhưng mà chẳng đi đến đâu cả. Và anh bạn của tôi tỏ một thái độ rất là dè dặt, với một cái giọng dè dặt anh bảo rằng là có lẽ cuối cùng Trung Đông nó vẫn như thế mà thôi. Trung Đông là một cái vùng mà anh Xuân Nam thấy nó có rất nhiều cái yếu tố. Một trong những yếu tố quan trọng là yếu tố về vấn đề tôn giáo. Anh thấy nhá, là có những quốc gia chẳng hạn như là Chao Shia và Sunni, họ có tin tưởng lẫn nhau hay không? Thưa anh Xuân Nam và thưa cùng với là quý vị khán thính giả, họ nói với nhau coi như là nói cùng một ngôn ngữ, họ có cùng một nền văn hóa, họ có một cùng một nền tôn giáo. Nhưng mà thưa với anh, tức là tôn giáo chung là một chuyện, nhưng mà nhóm Sunni và Shia chỉ riêng như vậy không thôi, họ không bao giờ tin tưởng nhau. Và khi mà họ không tin tưởng nhau, hàng ngày họ vẫn cầu nguyện, nhưng mà họ đều là không tin tưởng nhau, thì đừng bao giờ mơ tưởng cái chuyện là hòa bình sẽ đến. Tôi cũng tin, là tôi cũng nghĩ là như vậy. Thế anh Sơn nào? Một cái vấn đề lớn khác nữa là anh nghĩ Iran sẽ có vũ khí nguyên tử không anh? Tôi thì tôi nghĩ rằng là cả thế giới là đều trông đợi, đều mong rằng là Iran không có vũ khí nguyên tử. Nhưng mà thú thật với anh Xuân Nam, cái chuyện Iran có vũ khí nguyên tử hay không, nó nằm ở hai quốc gia. Cái quốc gia thứ nhất là Israel và quốc gia thứ nhì là Hoa Kỳ. Israel hiện tại bây giờ họ đang dùng rất là nhiều, họ đang dùng rất là nhiều cách để mà ngăn chặn Iran đừng có vũ khí nguyên tử. Kể cả chuyện nào là đi ám sát, rồi là chuyện là đi oanh tạc ở những chỗ mà họ nghĩ rằng là Iran dùng để cất giấu uranium. Bây giờ Hoa Kỳ thì đưa ra một cái lời cam kết, nhưng mà tôi thấy cái lời cam kết nó chưa có đủ mạnh. Cái lời cam kết của ông Biden ở tại Trung Đông nó vẫn còn quá yếu. Anh Sơn Nam thấy là nó yếu ở chỗ nào? Ông nói rằng là sẽ tìm đủ mọi cách để ngăn chặn, không cho Iran trở thành một quốc gia có vũ khí nguyên tử. Nhưng mà ông Biden quên một điều, là người ta mong đợi một cái điểm khác. Người ta mong đợi rằng là ông Biden đưa ra lời cam kết là nếu mà Iran có âm mưu có vũ khí, âm mưu chế tạo vũ khí nguyên tử, Hoa Kỳ sẽ dùng biện pháp quân sự để ngăn cản vấn đề này. Đó là cái điều mà người ta trông chờ. Rất tiếc là ông Biden đã không nói cái điều đó. Có thể là về mặt ngoại giao thì ông tế nhị hơn, ông khéo léo hơn, nhưng mà nó không đạt được cái ý mà người ta trông đợi. Anh Xuân Nam hỏi tôi là liệu Iran có vũ khí nguyên tử hay không. Tôi đương nhiên tôi tin chắc chắn là chính quyền Iran luôn luôn mong là và ước mơ là sẽ có vũ khí nguyên tử. Họ có được hay không là tùy vào hai quốc gia.
tùy vào thái độ cứng rắn của Israel đối với Iran, và hơn thế nữa là tùy vào cái thái độ cứng rắn mà Hoa Kỳ đối với lại Iran. Thì với anh Xuân Nam, có một cái chuyến đi nữa lần này rất đặc biệt đó, là khi ông Biden đi Trung Đông thì có một lá bài khá lộ liễu là lá bài Trung Quốc, qua nhân vật là Vương Nghị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, lên tiếng xuống tiếng khá nhiều. Dạ vâng. Nhận định của anh về như thế nào về những lên tiếng xuống tiếng của Vương Nghị anh? Tôi nghĩ là đương nhiên là tôi không ngạc nhiên về cái chuyện là Trung Quốc lên tiếng. Cái lý do là bởi vì nên nhớ rằng là Trung Quốc nếu không lên tiếng thì ông Biden cũng lên tiếng, và ông Biden đã lên tiếng. Ông bảo rằng là chúng ta không bao giờ chúng ta bỏ Trung Đông được, bởi vì lý do là Trung Đông là cái nơi mà nếu mà chúng ta buông Trung Đông thì đương nhiên là Trung Quốc và Nga sẽ nhảy vào để mà tạo cái thế lực. Chúng ta không để cho Trung Quốc và Nga làm cái điều đó. Thưa bên Xuân Nam và thưa cùng với lại quý vị khán thính giả của Kali Today, hiện tại bây giờ thì Nga đang vướng bận trận cuộc chiến ở Ukraine, nhưng mà đừng quên là Trung Quốc vẫn đang ngó ngàng đến vùng Trung Đông. Trung Quốc sẽ coi là ở vùng Trung Đông ông Biden để lại được những dấu ấn gì và những cái điểm nào mà họ có thể khai thác được. Như là lời phát biểu của Vương Nghị thì anh thấy rất là rõ ràng, tức là Trung Quốc cho biết rằng là vùng Trung Đông không phải là cái vùng chỉ của riêng Hoa Kỳ mà còn phải có Trung Quốc ở trong đó nữa. Thưa anh, là vấn đề còn lại là đúng, ai cũng biết là Trung Quốc sẽ nhảy vào vùng Trung Đông. Trung Quốc sẽ đặt cái nền móng của Trung Đông như thế nào? Liệu có chắc chắn như là Hoa Kỳ đã đặt được cái nền móng ở Trung Đông trong bao nhiêu năm trời vừa qua hay không? Câu hỏi đó là cái câu hỏi người ta đặt ra. Và cái câu trả lời là các chính quyền của Hoa Kỳ, kể cả chính quyền Joseph Biden và những chính quyền sau này, thưa anh Xuân Nam. Trong sáng nay một tin tức khá quan trọng nhân nói với Trung Cộng, vai trò Trung Cộng, thì ông Tony Blair là cựu thủ tướng Anh Quốc, thì sáng nay ông trong bài nói chuyện về tình hình Ukraine thì ông Tony Blair, một người mà khách mời được thuyết trình đó, thì ông đưa ra một cái lý thuyết đó, mà cái ồn ào là ông cho rằng hiện nay đó, cái cuộc chiến tranh tại Ukraine cho thấy rằng có một thế giới không còn là đơn cực nữa. Trước là thế giới đa cực Liên Xô và Mỹ, sau khi mà Liên Xô sụp đổ, thế giới trở thành đơn cực là Mỹ độc quyền. Nhưng bây giờ qua sự kết hợp giữa Nga với Trung Cộng và vai trò Trung Cộng lên như diều gặp gió như vậy đó, thì ông Blair cho rằng cái thế giới bây giờ nó đang tách trục ra từ đơn cực trở lại đa cực, thì Trung Cộng trở thành một siêu cường quốc. Thì anh nhận định như thế nào về cái ý kiến của ông Blair? Tôi nghĩ rằng là cái chuyện Trung Cộng trở thành một siêu cường quốc là cái điều nhiều người đã dự đoán. Nhưng mà tôi thì tôi không nghĩ là chỉ có một mình Trung Cộng trở thành siêu cường quốc, mà tôi tin là còn có nhiều siêu cường quốc khác nữa. Thưa với anh và thưa cùng với lại quý vị thính giả, nếu mà chúng ta nhìn chẳng hạn ở cái khối G7 thì chúng ta thấy rõ ràng là nó có rất nhiều là những quốc gia đó đều là những siêu cường quốc. Dưới một cái góc độ nào đó họ đều là siêu cường quốc. Ngay ở tại châu Á, người ta không thấy rõ ràng là không phải siêu cường quốc là không phải chỉ là Trung Cộng, mà ngay Nhật Bản và ngay Hàn Quốc cũng là những siêu cường quốc mà chúng ta phải để ý đến. Thành ra thưa với anh Xuân Nam và thưa cùng với là quý vị khán thính giả, cái chuyện phải ngăn chặn cái mức bành trướng của Bắc Kinh là cái điều mà cả thế giới ai cũng làm. Tại sao mà những quốc gia khác họ là siêu cường quốc mà chúng ta không đáng ngại, mà trong khi đó Trung Cộng hoặc là Nga thì chúng ta lại đáng ngại? Câu trả lời là bởi vì nhà cầm quyền của Trung Cộng và nhà cầm quyền của Nga là nhà cầm quyền độc tài, là nhà cầm quyền không phải nhà cầm quyền dân chủ, không phải là nhà cầm quyền mà người dân mong muốn, không phải là nhà cầm quyền được người dân dựng lên. Thành ra là bởi như vậy, người ta e ngại là cái điểm đó. Khi mà nói đến chuyện độc tài, nói đến chuyện độc đảng, nói đến chuyện độc đoán thì thưa Xuân Nam và thưa cùng với lại quý vị thính giả, tự nhiên người ta phải có một cái mối lo so với lại những quốc gia dân chủ khác. Thành ra rốt cuộc sau, siêu cường quốc đây không có nghĩa chỉ là về mặt quân sự, không có nghĩa là chỉ về mặt kinh tế, mà còn về mặt dân chủ nữa, thưa anh Xuân Nam. Nhìn chung lại, ông Tony Blair nói rất là đúng, tức là Trung Cộng
đang trên trang hướng đi trở thành siêu cường quốc. Nhưng đó không phải là cái điều gì mới lạ. Ông Tony Blair chỉ đưa ra cái lời nhắn gửi, hay là ông có thể nói rằng là ông đưa ra cái lời cảnh giác là nếu chúng ta không thận trọng thì chúng ta sẽ phải đối đầu với một quốc gia mang tên là Trung Quốc. Họ có thái độ hung hăng nhưng hơn là những thái độ mà họ đang làm hiện nay, chứ không phải là cái điều đó không phải là cái điều mới lạ. Thêm Xuân nào. Cảm ơn anh về câu trả lời này. Có một tin tức cũng rất là nổi rồi. Chúng tôi hơi tham lam. Mỗi lần gặp Nguyễn Văn Khanh, chúng tôi hay lôi những chuyện mà nóng hổi khắp thế giới để hỏi anh ý kiến của anh. Tại mình ở Hoa Thị Đốn, gần Tàu Bạch Ốc, anh có những contact thường xuyên, bạn biết nhiều hơn. Tối hôm qua, tối hôm nay thì tôi đọc báo tại Hoa Kỳ và ở tại châu Á thì xảy ra trường hợp này nè. Hiện nay có cuộc chạy đua giữa Mỹ và Trung Cộng cái kinh khủng, là Mỹ muốn duy trì đệ nhất vô địch của mình. Và hiện nay Trung Cộng bám rất là sát. Như hồi nãy có nói đó, khoảng trong 10, không khéo là 10, khoảng 10 năm trở lại nữa đó, thì Trung Cộng thêm bắt kịp đuổi qua Mỹ. Bây giờ các nhà mà giàu tài phiệt của Mỹ bắt đầu nóng mặt. Họ muốn bảo vệ cái chức vô địch của nước Mỹ, bất khả xâm phạm. Thì bây giờ nó thành lập ra một cái non-profit organization, một tổ chức mà trong đó các tỷ phú nhào vô. Vâng. Quyên tiền bỏ vô để mà đẩy cái sự phát triển nước Mỹ vượt qua cái mức Trung Quốc có thể theo kịp. Thưa quý vị, thì trong cái sự mà chạy đua này, cái câu công câu hỏi như thế này, nếu Trung Cộng chiếm Đài Loan, mà Đài Loan hiện nay là vua chip, mà Đài Loan cái con chip điện tử đó, thì Trung Cộng cũng cần, mà Mỹ cũng cần từ Đài Loan nữa. Và hiện nay Mỹ rất là thiếu con chip. Mà nếu Trung Cộng chiếm Đài Loan và cô lập Mỹ ra khỏi thị trường chip của Trung Cộng, của Đài Loan đó, thì nước Mỹ sẽ bị bật ra khỏi cái thị trường hai tấc của thế giới. Dạ vâng. Nên cái chuyện giả thuyết rằng trong cái ý nghĩa phát triển chiến lược của Đài Loan về con chip điện tử đó, thì người ta tin chắc rằng Trung Cộng sẽ đánh Đài Loan. Dạ vâng. Để dạ mình vâng. Đánh Đài Loan không phải là thống nhất đất nước không. Dạ vâng. Mà còn chiếm một ưu thế kỹ thuật lớn nhất thế giới hiện nay mà Mỹ đang rất là cần vào không. Dạ vâng. Không đủ. Dạ và vâng. Như vậy thì Mỹ không thể bắt kịp Trung Cộng được, đánh gục nước Mỹ luôn. Một dạ vâng. Một ná bắn hai con chim đó, là dạ lấy vâng. được lãnh thổ Đài Loan, đồng thời dạ. đánh gục nước Mỹ trong một chạy đua với Trung Cộng. Dạ thì vâng. người ta cho rằng là Trung Cộng chuẩn bị một chiến tranh với Đài Loan. Báo chí ồn ào lắm. Tôi hàng đêm cứ chung vô trong tìm Trung Cộng, tìm Đài Loan để đọc, tìm Đông Nam Á, qua đây tình hình như thế nào. Thì có những tín hiệu rất là càng ngày càng nguy hiểm hơn. Về dạ vâng. Tấn công Trung Cộng dạ, Đài Loan. Thì anh nghĩ vâng. Trung Cộng có liều lĩnh tấn công Đài Loan, mà nếu tấn công thì sẽ có những phản ứng như nào từ phía chống Trung Cộng thưa anh? Câu trả lời của tôi là như thế này. Anh Xuân Nam đưa ra một cái giả thuyết, anh Xuân Nam dựa theo những cái bản tin được nói đến. Thì anh Xuân Nam rất là may mắn, tôi cũng được đọc những bản tin không khác gì những bản tin mà anh Xuân Nam nói. Họ cũng nói rằng là Trung Cộng là sẽ đánh Đài Loan, để rồi sau đó là sẽ thâu lĩnh cái thị trường con chip điện tử, vân vân và vân vân. Họ quên một cái yếu tố quan trọng. Trung Cộng đánh Đài Loan, chiếm Đài Loan với điều kiện là Hoa Kỳ phải ngồi yên. Cái điểm đó thì họ không nói đến. Thật ra trong những cái bài báo đó, tôi thấy họ đã đưa ra rất nhiều cái giả thuyết, nhưng mà một cái giả thuyết mà họ tạng lờ không nói đến là cái quyết định của Hoa Kỳ là như thế nào. Cho đến giờ phút này tôi phải thú thật với anh Xuân Nam hai điều. Điều thứ nhất là tôi tin là Trung Cộng không đánh Đài Loan, bởi vì tôi thấy là rõ ràng không có gì lợi cho Trung Cộng cả. Và cái điểm thứ nhì nữa, Hoa Kỳ không để yên cho Trung Cộng làm mưa làm gió ở Đài Loan. Đó là cái điểm mà tôi để ý thấy. Thành ra là bởi như vậy, họ đưa ra hàng bao nhiêu cái giải thuyết. Giả sử Trung Cộng đánh Đài Loan thì là như vậy nền kinh tế của nước Mỹ sẽ thế nào? Giả sử Trung Cộng đánh Đài Loan thì cái thị trường điện tử của thế giới sẽ ra sao? Mà họ quên đi một cái chuyện rằng là chẳng lẽ bây giờ tôi không tin là Trung Cộng đánh Đài Loan và Hoa Kỳ làm ngơ. Tôi không tin rằng là Đài Bắc sẽ thuộc về Bắc Kinh và Washington sẽ không làm gì cả. Thành ra là bởi như vậy, thưa anh Xuân Nam và thưa cùng với là quý vị khán thính giả, tôi thấy giả thuyết thì vẫn là giả thuyết, nhưng mà tôi chỉ mong có một điều
là những người nào dựng ra cái giả thuyết cho những người khác nghe, cho tôi và anh Sơn Nam nghe, thì họ nên công bằng một tí xíu. Nên công bằng là đừng quên rằng là Trung Cộng, cái câu chuyện của Trung Cộng và Đài Loan, nó có một cái quốc gia khác nữa đứng ở giữa. Cái quốc gia đó là mang tên là Hoa Kỳ. Và thú thật với anh Xuân Nam và thưa cùng với là quý vị khán thính giả, chúng ta nhìn thấy cái câu chuyện của Ukraine là chúng ta thấy rõ ràng là Trung Quốc họ hiểu rằng là họ chẳng có dại dột gì để mà chiếm Đài Loan. Bởi vì họ biết rằng là Trung Cộng là nếu họ chiếm Đài Loan, họ cũng sẽ gặp cái trường hợp y hệt như Nga ở Ukraine hiện nay. Tại sao tôi nói như vậy? Nên nhớ rằng là Tổng thống Hoa Kỳ đã tuyên bố rất là rõ ràng là nước Mỹ có thể cùng một lúc cán đáng hai mặt trận. Tại sao ông lại nói cán đáng hai mặt trận? Bởi vì mặt trận thứ nhất là nước Mỹ đang cán đáng, đó là cái mặt trận ở phía Tây, tức là mặt trận của Ukraine, và còn là mặt trận ở phía Đông mà nước Mỹ e ngại rằng là sẽ xảy ra, đó là mặt trận giữa Trung Quốc với lại các quốc gia láng giềng, giữa Trung Quốc với lại Đài Bắc. Nước Mỹ đã sẵn sàng để đối phó cả với mặt trận đó. Thành ra là bởi như vậy, thưa anh Xuân Nam, xin phép nhắc lại được hai điều. Điều thứ nhất, tôi không tin rằng là Trung Cộng sẽ chiếm Đài Loan và cái gây khó khăn ở Đài Loan. Và cái điểm thứ nhì là tôi không tin rằng là Hoa Kỳ để yên cho Trung Cộng chiếm Đài Loan. Thành ra là tôi rất là an tâm về điều này. Tôi cũng đồng ý với Nguyễn Văn Khanh hoàn toàn, bởi vì không phải chỉ có Hoa Kỳ với Trung Cộng. Nhưng mà nếu mà thực sự mà Trung Cộng đánh Đài Loan vì con chip á, thì cái công ty chip nổi tiếng của Đài Loan là công ty Foxconn. Vâng. Hiện nay vừa qua ta thấy tuần trước là Hoa Kỳ thậm chí ra lệnh Đài Loan được, và chính phủ Đài Loan cũng ra lệnh cho Foxconn luôn, tất cả mà hợp đồng mua bán với Trung Cộng phải được thông qua bởi chính phủ Đài Loan, và kể cả thông qua chính phủ Mỹ nữa. Thì chúng ta thấy rằng cái chuyện của Đài Loan bây giờ nó là một con ngựa thành toa. Mà nếu anh nào chiếm được nó thì coi như nó có dễ cái lợi thế. Nhưng mà chúng ta ngoài nãy giờ Nguyễn Văn Khanh nói mới Hoa Kỳ thôi. Tại Nguyễn Văn Khanh còn khiêm tốn, nó chưa nói đến đó. Là ngay cái Đại Hàn. Nếu mà Đài Loan bị chiếm bởi Trung Cộng thì cái nguồn mà cung cấp con chip cho nền kỹ nghệ của Nam Hàn cũng bị gãy. Rồi nền kỹ nghệ cung cấp con chip cho Nhật Bản cũng gãy. Yeah, nền vâng. Cung cấp con chip cho Úc và Tân Lê Lan cũng gãy. Trên cùng một lúc đó, mấy ông Nhật, ông Mỹ, ông Đại Hàn, ông Úc, ông Tân Đài Loan đều nhảy vô, không ai rủ, họ vẫn nhảy vô tham chiến với Đài Loan vì quyền lợi của mình. Cho nên cái eo biển mà 180 cây số, 90 cây số giữa đường trung tuyến đó, nó cái đường Mirodolai, đường trung tuyến là 90 cây số bên Trung Cộng và 90 cây số bên Đài Loan, thì bước qua cái trung tuyến mà 90 đó thì ra cái biển máu Đài Loan sẽ xuất hiện. Có cái trận đấu khủng khiếp luôn. Không phải chỉ vì lãnh thổ của Trung Cộng và lãnh thổ Đài Loan, mà còn là vì cái siết mệnh, cái sinh tồn của hai cái làng kỹ nghệ. Thì chúng ta thấy nếu mà Trung Cộng chiếm Đài Loan, coi như là Trung Cộng đã thao túng toàn bộ cái nền kỹ nghệ của chip điện tử trên toàn thế giới. Khi mà Foxconn mà lọt về Trung Cộng nữa, thì coi như là Hoa Kỳ thất thế ngay lập tức. Và không những Hoa Kỳ mà Ấn Độ, rồi ngay cả Nam Hàn, ngay cả Nhật Bản, ngay cả Úc đe thua hết, thưa quý vị. Cho nên cái trận chiến Đài Loan đó, nếu có đó, làm trận chiến thế chiến, không còn là một cái việc đơn thuần một hai nước với nhau nữa, nó kinh hoàng lắm, thưa quý vị. Thì tôi không nghĩ là Trung Cộng dám liều lĩnh. Tôi không nghĩ, tôi giống như anh Nguyễn Văn Khanh, không nghĩ Trung Cộng dám liều lĩnh cái chỗ này. Thì có người nói với tôi tranh luận là nếu ông Tập Cận Bình trước khi ông về hưu đó, trước khi ông về già đó, ông muốn tạo một đại đế Tập Cận Bình. Ông đi thăm mở rộng qua Tân Cương, vừa rồi đi thăm Tân Cương mấy ngày, biến ra một hình ảnh của Tập Cận Bình làm người đại đế, chứ không phải là ông chủ tịch nước nữa, là đại đế Tập Cận Bình, và mở rộng bờ cõi, ổn định bờ cõi, và lấy Hồng Kông về, mà dưới lấy Đài Loan luôn, thì coi như Tập Cận Bình trở thành đại đế của Trung Hoa. Thì cái viễn tượng đó, cái tham vọng đó, người ta vẫn nghĩ đến ông trong phút điên cuồng nào đó. Ông ta dám đoàn chí tử để mà... Thì tôi nói Khanh lắc đầu. Bởi Khanh lắc đầu anh nói nghĩa gì? Dạ vâng. Cái lắc đầu anh á là cái không bằng lòng cái quan điểm của một số người dân như vậy, phải không?
Tôi thấy rằng là bây giờ cứ cứ ai cũng nghĩ là đến một lúc nào đó ông Tập Cận Bình sẽ điên lên, là một lúc nào đó ông ấy thiếu suy nghĩ vân vân và vân vân. Tôi thấy là ông Tập Cận Bình là một người rất sáng suốt, ông rất sáng suốt, và bởi vì ông sáng suốt cho nên ông biết rằng là ông chỉ có thể làm những điều mà có lợi cho nước Trung Hoa, chứ ông không có làm những điều mà gây khó khăn cho nước Trung Hoa. Hiện tại bây giờ nước Trung Hoa đang gặp nhiều khó khăn. Thưa Ben Xuân Nam và thưa cùng với lại quý vị thính giả, trong cái Tam Cá Nguyệt rồi là cái mức phát triển của nước Trung Hoa chỉ có 0.4%. Ông Tập Cận Bình biết điều đó chứ. Ông biết là bây giờ nhiều thành phố ở bên Trung Quốc vẫn còn đang phải ở trong tình trạng như là sơ mi đóng cửa. Thành ra ông biết điều đó chứ. Ông biết là ông cần phải làm gì để mà vực cái nền kinh tế cho một quốc gia với hơn 1 tỷ người dân. Ông cũng biết rằng là cái chuyện ông may mắn là ông chưa phải đối phó với cái tình trạng thiếu hụt thực phẩm như là những quốc gia khác. Nhưng mà ông cũng biết rằng là không chẳng sớm thì chiều, thì chẳng chẳng sớm thì chạy, thì là cái chuyện đó cũng sẽ xảy ra ở Trung Quốc. Thành ra là bởi như vậy, thưa bên Xuân Nam và thưa cùng với lại quý vị khán thính giả, Đài Loan luôn luôn là cái ước mơ lấy lại được Đài Loan, luôn luôn là ước mơ của ông Tập Cận Bình. Nhưng thú thật với anh một lần nữa, tôi không tin là Trung Quốc sẽ gây hấn ở Đài Loan, bởi vì họ sẽ không có lợi. Và điểm thứ nhì, đừng đừng có quên một cái điều rằng là nếu mà Trung Quốc gây hấn ở Đài Loan thì chúng ta nên nhớ rằng là có một cái quốc gia đứng giữa, đó là tên là Hoa Kỳ. Hoa Kỳ không phải để yên. Và anh Xuân Nam, tôi rất đồng ý với Xuân Nam ở một điều rằng là không chỉ Hoa Kỳ không để yên cho Trung Quốc, mà các quốc gia đồng minh của Hoa Kỳ cũng sẽ không để yên cho Trung Quốc. Tôi nghĩ là sẽ có một lúc người ta sẽ định nghĩa lại cái thế đồng minh chiến lược. Trước đây ở đồng minh chiến lược là như thế nào? Tức là nếu mà một quốc gia khác tấn công anh bằng quân sự thì là chúng tôi có trách nhiệm phải bảo vệ anh. Trong tương lai thì nếu mà quốc gia khác tấn công anh bằng bất kỳ mục tiêu gì, kể cả về vấn đề kinh tế, chúng tôi vẫn có cái trách nhiệm là phải bảo vệ lẫn nhau. Đó là cái điều mà tôi nghĩ đến, thưa anh Xuân ạ. Cảm ơn anh, câu chuyện cũng dài nhưng mà trước khi chia tay quý vị đó thì có chuyện này nè. Thường thường Nguyễn Văn Khanh anh ở tại Hoa Đình Đốn, cho nên chúng tôi hay tham khảo Nguyễn Văn Khanh về những vấn đề chuẩn bị diễn ra tại Hoa Đình Đốn. Ngoài những tin tức thế giới của ông Biden đi Trung Đông, chuyện của Tàu Cộng, chuyện của Đài Loan, anh đã vừa đề cập những cái nhìn rất là sắc sảo của vấn đề này. Thì có gọi cuối cùng tôi hỏi anh Nguyễn Văn Khanh liên quan đến cái tình hình Hoa Đình Đốn. Trong 2 ngày hôm nay nữa, những cái tin tức ồn ào náo nhiệt về cuộc điều trần vào thứ ba tới, họ Vâng. cho rằng có những cái việc mà phát hiện động trời động đất, thì theo anh chuyện gì vậy thưa anh? Tôi nghĩ rằng là cái chuyện nó vẫn chỉ chung quanh, tất cả mọi chuyện nó chỉ chung quanh và nó nhắm vào cái tâm điểm là chỉ là một người. Người đó không ai khác hơn là ông Donald J. Trump, vị cựu tổng thống thứ 45 của nước Mỹ. Thưa ông anh Xuân Nam, hiện tại bây giờ tại thủ đô Washington là những người mà theo dõi quan sát thời sự, họ đang đặt ra cái thắc mắc rằng là với những cái bằng chứng mà Ủy ban điều tra có được, với những cái bằng chứng mà Ủy ban điều tra đã trình bày cho cử tri, cho người dân Hoa Kỳ qua những cái buổi điều trần, thì như vậy thì đã đủ để cho Bộ Tư pháp đưa ra cái quyết định là mở một cuộc điều tra sâu rộng hơn về ông Donald Trump hay chưa. Tôi phải thú thật với anh một điều rằng là cái câu hỏi thì được đặt ra, nhưng mà cái câu trả lời thì hầu như là không ai có. Riêng với cá nhân tôi thì tôi nghĩ như thế này. Tôi nghĩ rằng là có thể là ủy ban điều có thể là Bộ Tư pháp họ đang ngấm ngầm mở một cuộc điều tra, nhưng mà họ chưa tiện để mà loan báo cái quyết định với lại thế giới, với lại người dân, cho đến khi họ có những bằng chứng cạn chặt chẽ hơn để mà, thưa anh, dùng cái chữ anh nói thẳng luôn, để mà họ có thể truy tố ông Donald Trump. Người ta nói đến chuyện truy tố ông Donald Trump về rất là nhiều tội, trong đó một cái tội tức là, thưa anh, là cố ý để mà lật ngược cái kết quả của bầu cử năm 2020, và như vậy đó là cái đa điều là cái điều phạm pháp. Cho đến giờ phút này thì tôi nghĩ là tất cả mọi người đều nhắm vào cái điểm đó, và người ta không phải là chỉ chú ý đến những cái buổi điều trần mà Ủy ban điều tra ngày 6 tháng Giêng sẽ đưa ra vào tuần tới hoặc là vào tuần tới nữa,
mà người ta đang đặt cái câu hỏi chung là đến bao giờ thì sẽ có tin là Bộ Tư pháp Hoa Kỳ điều tra cựu Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump. Đó là cái điểm mà tôi để ý thấy. Yeah. Có lẽ chúng ta sẽ tiếp tục cập nhật bản tin của anh Nguyễn Văn Khanh từ Hoa Đình Đốn vào tuần tới. Cảm ơn quý vị đón nghe chương trình. Một chương trình rất là condensed, trên 30 phút chút xíu, nhưng mà đầy đủ những tin tức thời sự nóng bỏng, những bình luận quốc tế, rất là theo dõi điểm nóng của Hoa Kỳ và quốc tế, và từ đó có cái nhìn riêng của chúng ta. Thưa quý vị, rất là cảm ơn Nguyễn Văn Khanh. Xin chúc sư huynh một cuối tuần vui vẻ, còn lại vui vẻ, và hẹn gặp lại anh trong tuần tới. Thưa anh, chào anh. Dạ vâng, xin được cảm ơn Xuân Nam và cũng xin được cảm ơn quý vị khán thính giả. Một lần nữa từ Washington, tôi là Nguyễn Văn Khanh, tường trình đặc biệt cho Cali Today. Dạ, cảm ơn anh. Dạ.